Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong chương trình vật lý lớp 12, thầy trò chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu về các dạng bài tập của sóng cơ. Thì trong chủ đề hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ nói về cái quá trình truyền sóng cơ, cái dạng bài tập truyền sóng cơ nó như thế nào. Một bài toán đặt ra như thế này. Giả sử như trong không gian có sóng cơ lan truyền từ một cái nguồn O, đúng không? Trên phương truyền sóng hai điểm M và N, giả sử như nó cách nhau một cái khoảng D nào đi, thì tại cái thời điểm T nào đó, giả sử như điểm M đang dao động đi lên, thì người ta hỏi lúc đó điểm N sẽ dao động như thế nào. Hoặc là một bài toán thứ hai đặt ra như thế này. Ví dụ cũng hai điểm M đó, M và N đó, tại thời điểm T thì điểm M có ly độ UM, giả sử như nó bằng là -3 cm đi, và đang dao động đi lên, thì hỏi điểm N lúc đó có ly độ UN là bao nhiêu và dao động như thế nào, vân vân và vân vân, đúng không? Chúng ta có rất nhiều các dạng toán liên quan tới sự truyền sóng cơ như vậy. Và có nhiều cách để giải cái bài toán về sự truyền sóng cơ. Chúng ta có thể viết phương trình ly độ, đúng không, của điểm M, rồi từ đó chúng ta suy ra phương trình ly độ của điểm N, rồi các bạn dựa vào đó chúng ta giải phương trình lượng giác, chúng ta sẽ suy ra được ly độ của điểm N. Hoặc là chúng ta có thể vẽ hình ra rồi các bạn nhận xét một số cái vị trí quan trọng, đúng không ạ? Nhưng thầy không muốn giải cho các bạn các bước, các phương pháp đó. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái phương pháp mà theo thầy thì đó là phương pháp rất là hay, đúng không? Phương pháp rất là hay mà chúng ta đã gặp nhiều rồi. Đó là chúng ta tiếp tục sử dụng đường tròn lượng giác trong cái bài toán sóng cơ này. Tức là chúng ta sẽ sử dụng đường tròn lượng giác để giải những bài toán liên quan tới sự truyền sóng cơ. Và để giải quyết những bài toán này như thế nào bằng phương pháp sử dụng đường tròn lượng giác, thì bây giờ thầy trò chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết, đi giải chi tiết với thầy các bài tập này. Rồi, bây giờ xin mời các bạn. Câu số 1. Một sóng truyền theo phương AB. Tại một thời điểm nào đó, hình dạng sóng được biểu thị như hình vẽ. Đúng không? Hình dạng sóng được biểu thị như vẽ. Biết rằng tại điểm M đang đi lên, như vậy điểm M này nó sẽ dao động. Đúng chưa? Và tại thời điểm T, điểm M đang đi lên. Người ta hỏi rằng khi đó cái điểm N này dao động như thế nào? Nó có thể đi lên hoặc là đi xuống. Đúng chưa? Đó là cái bài toán thứ nhất đặt ra cho chúng ta. Thì để biết được điểm N này đi lên hay đi xuống, bước thứ nhất các bạn phải biết được cái phương truyền sóng. Có thể là nó truyền từ A đến B hoặc ngược lại từ B đến A. Đúng không? Bước thứ nhất là các bạn phải biết được phương truyền sóng. Rồi bước thứ hai, dựa vào cái phương truyền sóng đó, chúng ta sẽ xác định được cái điểm bụng gần N nhất. Ví dụ như đây là cái điểm bụng gần N nhất đi, thầy gọi đây là cái điểm X. Rồi cái điểm nút gần N nhất, đây là cái điểm Y. Và sau đó chúng ta sẽ biểu thị ba cái điểm này trên cái phương truyền sóng. Đúng không? Biểu thị ba cái điểm này trên phương truyền sóng. Và chúng ta coi nếu điểm X này nó nhân pha hơn điểm Y, đúng không? Chúng ta dựa vào phương truyền sóng thì chúng ta sẽ biết cái X và Y này thằng nào nhanh pha hơn, đúng không? Chúng ta sẽ biểu thị trên đường tròn lượng giác. Và lúc đó chúng ta sẽ biết được cái điểm N này đi lên hay đi xuống. Như vậy, bước quan trọng nhất của các bạn, đó là bước thứ nhất của chúng ta phải xác định được cái phương truyền sóng từ A đến B này theo phương như thế nào. Thì các bạn nhớ rằng để xác định phương truyền sóng, chúng ta sẽ dựa vào dữ kiện của bán, tức là sẽ dựa vào cái điều của điểm M đang lên. Rồi thứ hai nữa, chúng ta bụng gần điểm M nhất, đúng không? Bụng đây điểm bụng gần M, thầy gọi đây là điểm B. Và điểm nút gần điểm M nhất, đây là điểm Q. Sau đó chúng biểu thị ba cái điểm này trên cái đường tròn lượng giác. Và từ đó chúng ta xét coi anh này và anh này, QB và QA sớm ra hơn. Từ đó chúng ta suy ra đường điều chỉnh sóng, được chưa? Phương truyền sóng
chiều truyền sóng của chúng ta. Thầy nhắc nha, để xác định được chiều sóng thì chúng ta dựa vào những gì bài toán. Người ta nói điểm M đang đi trên vị trí cân bằng và xác định hai cái điểm điểm và điểm nút gần cái điểm M nhất. Từ đó chúng ta sẽ biểu thị ba cái điểm này trên đường tròn lượng Z. Sau khi các biểu thị ba đường tròn này trên đường tròn Z thì chúng ta sẽ biết được cái B và Q anh nào sớm hơn. Đúng không? Anh nào sớm pha hơn thì từ đó chúng ta sẽ suy ra được cái chiều truyền sóng. Đúng chưa? Như vậy bây giờ thầy có thể biểu thị nha. Bài này thầy có thể biểu thị như thế này cho các bạn. Đúng không? Rồi, đây là đường tròn lượng Z. Đề bài người ta nói: biết rằng tại thời điểm M đang đi lên vị trí cân bằng. Có phải đây là vị trí cân bằng của điểm M không ạ? Đúng không? Nó đi lên vị trí cân bằng, có phải nó từ phần âm đi lên không? Ở dưới này là âm, còn trên này là dưới. Như vậy từ dưới đi lên vị trí cân bằng, vậy chắc chắn điểm M của các bạn phải nằm ở cung phần tư thứ ba. Đây là điểm M của các bạn đây. Thì nó di chuyển theo chiều này và nó đi lên. Đúng chưa? Nó di chuyển theo chiều này thì nó đi lên vị trí cân bằng nè. Đây là vị trí cân bằng O của các bạn nè. Nó di chuyển theo chiều này thì nó mới đi lên vị trí cân bằng, nó mới đi về vị trí cân bằng được. Biên âm, đúng không? Từ lý độ âm đi lên vị trí cân bằng. Như vậy điểm M chắc chắn phải nằm ở đây, cung phần tư thứ ba. Rồi, bước thứ tiếp theo các bạn xác định điểm bụng và điểm nút gần M nhất. Điểm bụng thì tương ứng với biên độ, đúng không? Đây là biên độ nè. Ví dụ điểm B này đi, nó dao động xung quanh cái điểm này, dao động từ đây đến đây, điểm B nha, phân tử vật chất tại B chỉ dao động đây thôi. Như vậy có phải đang vị trí này B đang ở biên âm không ạ? B đang biên âm thì chắc chắn điểm B nó nằm ở đây nè. Đúng không? Rồi điểm Q nè. Điểm Q nó nằm ở ngay vị trí cân bằng không? Điểm Q nó cũng dao động từ đây đến đây. Đúng chưa? Điểm Q dao động đây. Đúng không? Phân tử vật chất chỉ dao động tại chỗ thôi nha. Như vậy điểm Q nằm dao động như thế này. Và điểm Q ngay ở vị trí cân bằng không? Ngay vị trí cân bằng thì chắc chắn điểm Q của các bạn đây. Tại vì chiếu vào đây nó bằng 0 nè. Lý độ bằng 0 ngay vị trí cân bằng nè. Nhìn vào đây, nhìn vào đây, các bạn nhận thấy rằng có phải B phải không? Đây là chiều dương của đường lượng Z. Đúng chưa? Đây là chiều dương của đường tròn lượng Z. Đúng không? À, có phải là Q sớm pha hơn B không? Đúng không? Q sớm pha hơn B thì tại anh này nó Q nó nằm trước nè, anh này nằm sau nè. Anh này nằm trước, anh nằm sau, đúng không? Theo đây là chiều dương M nó quét đi nè. Có phải nó quét em Q trước rồi nó mới đắc B không ạ? Như vậy nhìn vào đây các bạn thấy Q sớm pha hơn B. Q sớm pha hơn B thì chắc chắn sóng sẽ truyền từ B đến A. Đúng không? Tại vì dao động ở Q trước thì mới đến dao động của B. Thì lúc đó B mới sớm pha hơn Q được. Như vậy Q sẽ sớm pha hơn B. Rồi, bước thứ nhất các bạn đã xác định được chiều truyền sóng rồi nha. Rồi, bước thứ hai chúng ta sẽ xác định coi điểm N ở đây muốn biết nó dao động đi lên hay đi xuống. Thì như thầy đã nói, xét điểm bụng gần N nhất, đây là điểm X, nó đang bụng. Như vậy nó đang ở biên dương các bạn, phần này dương, như vậy X chắc chắn của các bạn nằm đây nè. Đúng chưa? Điểm X của các bạn phải nằm ở đây. Thầy có thể minh họa bằng cái màu đen đi. Đây là điểm X của các bạn nè. Được chưa? Tại vì điểm bụng X là đang là bụng, như vậy đang đây. Rồi điểm Y của các bạn là nút rồng. Nút là ngay vị trí cân bằng, như vậy điểm Y của các bạn nằm ngay đây nè. Đây là điểm Y của các bạn. Mà sóng của chúng ta truyền từ A, từ B đến A. Như vậy có phải điểm X nhanh pha hơn điểm Y không? Điểm X nhanh pha hơn điểm Y. Và cái điểm N của các bạn lúc đó nó phải nằm ở đây. Vì N nó nằm giữa X và Y mà. Đây X nằm trên này, Y nằm dưới này. Tại X nhanh pha hơn Y. Tại sóng truyền từ B đến A, như vậy điểm X phải nằm đây, điểm Y phải nằm đây, chứ không phải điểm X nằm đây mà Y nằm trên này được. Y nằm trên này thì là Y lại nhanh pha hơn B à? Y lại phải nhanh pha hơn X đâu có được. Đây thì chắn Y phải nằm đây. Mà X nằm đây
y nằm thì n phải nằm đây. Mà n nằm đây thì đang chạy lên nè. Như vậy n có phải đi lên không? Đúng không? Từ vị trí biên dương đi lên, đúng không? Đi lên theo chiều dương đi về biên dương. Như vậy điểm n của các bạn dao động đi lên. Điểm n dao động đi lên. Như vậy câu số 1 đáp án đúng là đáp án A. Thế thôi. Các bạn hiểu rõ chỗ này chưa? Đó là xong nội dung câu số 1 của chúng ta nha. Bạn nào không hiểu chỗ nào thì chúng ta có thể để lại bình luận, thầy sẽ giải thích sớm nhất cho bạn. Đúng chưa? Hoặc là bạn nào cái file của cái đề này thầy sẽ để dưới của cái phần mô tả video, các bạn có thể tải về chúng ta tham khảo thêm. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 2. Một sóng ngang được truyền trên mặt nước có tần số là 10 hẹp. Tại một thời điểm nào đó, một phần tử mặt nước có dạng như hình vẽ này, đúng không? Đúng không? Phần tử nước A, phần tử B, phần tử C, phần tử D, phần tử E. Phần tử nước tại A đang vị trí cân bằng, phần tử nước tại B đang ở biên dương, đúng không? Nó dao động như thế này thôi. Phần tử nước ở C nó nằm vị trí cân bằng, nó cũng dao động như thế này. Phần tử nước ở D nằm vị trí biên âm cũng dao động lên đây. Phần tử nước ở E đang nằm ở vị trí cân bằng và phần tử nước này có xu hướng dao động, đúng không? Rồi, chúng ta đọc đề, nhìn vào hình vẽ chúng ta hiểu như vậy cho thầy. Rồi, tiếp theo đề bài người ta nói rằng trong đó khoảng cách từ các vị trí cân bằng đến vị trong đó khoảng cách từ vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 60. Như vậy từ A đến D, đây là vị trí cân bằng của D này các bạn. Đúng chưa? Đề bài người ta nói đây là vị trí cân bằng của D. Đúng không? Khoảng cách từ đến đây là 60, như vậy từ đây đến đây nha. Các bạn, người ta cho mình biết từ vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 60. Và điểm C đang từ vị trí cân bằng đi xuống, như vậy điểm C này nó dao động đi xuống đây. Được chưa? Người ta hỏi xác định chiều truyền sóng và tốc độ truyền sóng được không? À, đây xác định chiều truyền sóng và tốc độ truyền sóng. Thì để xác định truyền bạn giống như nãy thầy dựa vào dữ kiện của đề bài, tức là điểm C đang từ vị trí cân bằng đi xuống nè, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xác định được nó, coi nó truyền từ đâu sang đâu nha. Mà muốn xác định được thì chúng ta thử coi coi điểm gần, hai điểm gần nó nhau, gần nó nhất, rồi chúng ta biểu thị nó trên cái đường tròn lượng z, thử coi nó nằm ở vị trí nào. Được chưa? Như vậy bây giờ thầy có thể biểu thị ra bên này cho các bạn rõ nè. Thầy có thể biểu thị bên này nha. Đây. Đây chúng ta biểu thị ha. Rồi. À, đây là ô. Điểm C của chúng ta đang ở vị trí cân bằng, đúng không? Điểm C từ vị trí cân bằng đi xuống, như vậy đây là điểm C của các bạn đây. Điểm C của chúng ta đây có phải chiếu xuống vị trí cân bằng không? Và đang đi về vị trí biên âm không? Tức là nó đi xuống, đây là vị trí biên âm. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ xác định coi coi cái điểm B và điểm D nó nằm đâu nha. Điểm B nó đang nằm ở vị trí biên dương. Như vậy chắc chắn nó đi xuống không? Biên dương đi xuống vị trí cân bằng. Như vậy điểm B của các bạn nằm ở đây. Chắc chắn điểm B của các bạn nằm ở đây. Đúng không ạ? Điểm B của chúng ta nằm đây này, kéo cái chỗ này chút nha các bạn rõ nè. Có phải điểm B nằm đây không ạ? À? Đúng không? Tại vì điểm B đang nằm ở vị trí biên dương, như vậy điểm B nằm đây, đây là nằm vị trí biên dương nè. Từ đây đây là biên dương, đây là góc tọa độ, đây là biên dương. Rồi, điểm D của các bạn có phải nằm ở vị trí không? Điểm D nằm đây nè. Đúng không? Nằm ở vị trí và bắt đầu đi đi như thế này. Quét đây. Về mình nằm đây. Vào các bạn thấy chúng ta nhìn vào đây các bạn. Có từ CD phải D không ạ? Quét được không? Phải sẽ bắt đầu ngay nè.
nhìn phải B, sofa, tấm màn bề mặt, đúng không? D, tấm C thì tấm của chúng ta sẽ từ E, A, như vậy, các bạn sẽ tìm từ E dựa được cho E. Bây giờ, này cũng là loại rồi. Chọn số tính tốc sóng chúng ta dựa công thức về bằng có là ba như vậy phải tìm mà muốn thì chúng ta vào đây gọi này nè rồi bây giờ tìm vào lượng tử này cảm thấy phải t đến b được khoảng cách hai gần nhất mà dù cao ngày đúng không đấy là cách giữa hai điểm giao ngược phải lên đúng không? Đây xuống đây cũng bị mặt đúng từ về mặt còn đây bị mặt những này hai này và thì đó chính là làm rồi ở vị trí B đang là ở vị trí điểm A đang ở vị trí ngọc như vừa vị trí đến vị cân nặng phải thằng nhau vuông phải nhau à? Đúng khoảng cách từ đây chính là từ như vậy này cho AD chúng đó nè AD mặt là mặt có A từ A đến D có phải mặt từ A đến cho B đến D và từ A đến B từ phân tích nó mặt là A đúng không? Rồi B đến D như thầy phân tích B đến D như phân tích là bằng cái hình nhau nhất nhất phương chuyển mạch giao A thì là các bạn vào có là ai một số sống bốn như vậy nhé hai cộng ba bốn đúng không từ đây sẽ là ba này các bạn làm này là sai bốn hai bốn ba được là chúng này ta mười được tăng nhé vàng không có đây làm nè không thể nào các lập mở làm tám đây đúng không câu này của ta là đi chưa rất nhất gì không thấy cũng có gì ăn vẫn rồi chúng ta qua cái bài số 3 này một sóng ngang có bước sóng lambda trên sợi dây dài qua điểm M rồi đến điểm N cách nhau là 65,75 m. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi xuống thì điểm N đang có li độ là như thế nào? Thì để làm được cái bài toán này đó, đầu tiên các bạn cũng tính độ lệch pha của hai thằng này cho thầy. Rồi sau đó chúng ta sẽ biểu thị trên đường tròn lượng z hai cái điểm M và N. Và dựa vào đường tròn lượng z, chúng ta sẽ suy ra được điểm N đang đi xuống hay đi lên. Đúng không? Các bạn lưu ý chỗ này cho thầy nha. Đúng không? Bước thứ nhất thầy nói, đầu tiên chúng ta sẽ tính pha giữa hai này.
Rồi sau đó dựa vào đường chọn lượng giác chúng ta sẽ biểu thị hai cái điểm M. Hiển nhiên chúng ta sẽ biểu thị được điểm M trước. Rồi dựa vào độ lệch pha chúng ta sẽ biết được điểm N nó sẽ nằm ở đâu trên đường tròn. Và lúc đó chúng ta sẽ biết được điểm N đi xuống hay đi lên. Thế thôi, đúng chưa? Rồi, như vậy bây giờ thầy sẽ tính độ lệch pha này nha. Chúng ta có công thức độ lệch pha giữa hai điểm nè. Delta phi của các bạn đó. Đúng không? Chúng ta dùng công thức delta phi. Delta phi bằng 2 pi d chia lambda. Đúng không ạ? Delta phi bằng 2 pi d chia lambda. Độ lệch pha giữa hai điểm. 2 pi nhân d của các bạn là 65,75 lambda chia cho lambda. Rồi, chúng ta tính cái này coi. Thầy lấy 65,75 nhân cho 2 thì sẽ ra là 131,5 pi. Đúng không ạ? Hay là chúng ta lấy 130 lấy chỗ này chúng ta đưa nó về chẵn đi ha. Tại chúng ta thấy nó là pi trên 2 này. Đúng không ạ? Anh này nó sẽ là 0,5 đó. Hay là thầy có thể bằng là 131 pi cộng với 0,5 pi. Đúng không ạ? 131 pi thì có phải là chia cho 2 ra 65 không? 131 chia cho 2 65,5. Đúng chưa? 65,5 pi. 65,5 pi. Hoặc là chỗ này chúng ta có thể biến đổi nè. Các bạn đây thầy biến đổi chỗ này cho các bạn hiểu rõ nè. 131,5 thì bằng là 130 cộng cho 1,5 pi. Đúng không ạ? 130 cộng cho 1,5 tất cả cho pi. Hay là bằng 130 pi cộng cho đây là 3 pi trên 2, 1,5 thì là 3 pi trên 2. Như vậy hàng này vuông pha với nhau mà. Đúng không ạ? Hàng này vuông pha với nhau nha. Rồi. Bây giờ chúng ta có độ lệch pha của nó rồi. Bây giờ chúng ta dựa vào đường tròn chúng ta biểu thị hai điểm M và N trên cái đường tròn này xem coi nó như thế nào đây. Bây giờ thầy sẽ biểu thị nha. Thầy kéo qua bên này thầy biểu thị ha. Rồi. Ta vẽ cái đường tròn lượng giác ra. Rồi, đề bài người ta nói rằng tại thời điểm nào đó điểm M đang có ly độ âm và đang chuyển động đi xuống, đúng không? Và đang chuyển động điểm M có ly độ âm là đang chuyển động đi xuống nè. Như vậy điểm M có ly độ âm và chuyển động đi xuống chắc chắn rằng đây là pin dương nè, đây là pin âm nè, đây là gốc tọa độ nè. Như vậy phần này là ly độ âm và đang chuyển động đi xuống nè, đi về pin âm. Như vậy điểm M chắc chắn của chúng ta phải nằm ở đây. Thì lúc đó nó xuống, nó đi xuống như vậy, nó đi về vị trí pin âm là đi xuống, được chưa? Điểm M đang âm và đi xuống. Thì điểm N có ly độ là bao nhiêu? Chúng ta lưu ý nè, ở đây M sẽ lệch pha với N một góc là 3 pi trên 2 nè. 3, 120, 130 là số chẵn rồi, các em bỏ đi nha. Các em bỏ đi cho thầy. Như vậy điểm M sẽ lệch pha với điểm N một 3. Mà điểm phương truyền sóng của chúng ta từ M đến N, đúng không ạ? Từ M đến N. Đây, chúng ta có chiều truyền sóng từ M đến N. Như vậy điểm M sẽ dao động trễ, xin lỗi, điểm M sẽ dao động sớm pha hơn N. Đúng không? Điểm M sẽ dao động sớm pha hơn N. Như vậy từ M này đi các em trừ đi. M các em trừ đi cái góc 3 pi trên 2. Đúng không? Trừ đi, trừ thì nó quay ngược về đây, quay ngược về chiều dương thì lúc đó điểm N của chúng ta nằm bên này. Được chưa? Tại vì từ đây đến đây chéo nè. Đúng không? M trừ đi pi thì nó vị này. Đúng không? Khi M trừ đi pi thì nó ở vị trí này. Trừ đi thêm nửa pi nữa tức là 0,5 pi nữa, nó điểm của các bạn ở vị trí này không ạ? Điểm em vị này
Đi cả. Thầy nhắc lại nhé. Dựa vào đường tròn, người ta nói điểm M đang có ly độ âm, đây, đang đi xuống, M chắc chắn nằm ở cung phần thứ hai. Chúng ta dựa vào độ lệch pha, vì M sớm pha hơn N một góc là 3pi trên 2. Như vậy lấy điểm M trừ đi 3pi trên 2 thì quay ngược về. Như vậy điểm N ở đây. Điểm N ở đây chúng ta chiếu lên nè. Chiếu lên ly độ nè. Có phải nó có ly độ âm không? Và đang có xu hướng nó bao giờ nó quay về theo chiều dương của đường tròn lượng Z và đang có ly độ âm và đang đi về vị trí cân bằng không ạ? À? Như vậy ly độ âm đang đi về vị trí cân bằng tức là đi lên. Đây, ly độ âm đây đang đi về vị trí cân bằng tức là đi, được chưa ạ? À? Như vậy câu số 3 này ly độ âm đang đi lên. Đáp án B. Câu số 3 của các bạn là đáp án B. Được chưa? Đó là xong nội dung câu số 3 của chúng ta. Bây giờ chúng ta qua câu số 4 nha. Câu số 4. Một hang có tần số 100 hẹp. Rồi, sóng truyền trên một sợi dây nằm ngang với tốc độ là 60 m trên giây. Qua điểm M rồi đến điểm N. Như vậy điểm M sẽ dao động sớm pha hơn điểm N đó. Và hai điểm này cũng cách nhau là 7,95 mét. Tại một thời điểm nào đó M đang có ly độ âm và đang chuyển động đi xuống, thì điểm N có ly độ như thế nào? Thì câu số 4 này rang như câu số 3. Đầu tiên chúng ta cũng phải tính độ lệch pha, đúng không? Thầy tính độ lệch pha nha. Trước khi tính độ lệch pha thầy tính lambda trước đi. Chúng ta về lambda nhân F. Từ đây suy ra lambda này bằng V chia F. V của chúng ta là 60 chia cho F là 100, đúng không ạ? Thì nó ra là 0,6, đúng chưa? Tại đây là mét. Như vậy chỗ này là 6 cm, được chưa? Như vậy chúng ta tính lambda là 6 cm. Rồi chúng ta tính bước thứ hai, chúng ta tính độ lệch pha giữa hai điểm này là 2D chia lambda. 2BD, khoảng cách giữa hai điểm này đề bài người ta cho mình biết là 7,95. 7,95 chia cho lambda, anh này đơn vị mét thì hiển nhiên lambda của các bạn là phải là mét, tức là 0,6 nha. Rồi chúng ta bấm máy coi anh này nó ra bao nhiêu đây. 2 × 7,95 bằng chia cho 0,6 bằng, nó ra là 26,5 bi, tức là bằng 26 bi cộng với bi trên 2 cộng với 0,5 thì là bi trên 2. Như vậy dưới M và N hai thằng này đang vuông pha với nhau, đúng không ạ? Anh này đang vuông pha với nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đừng chọn lượng giác ra trong trường hợp này. Thầy vẽ đường tròn lượng giác, đúng không? Bài người ta nói tại thời điểm nào đó M đang có ly độ âm và đi xuống. Và điểm M đang có ly độ âm và đang chuyển động lên. Có ly độ âm và đi lên. M đi lên vậy đây. M nằm đây. Đây là không nè, đây là không, đây là bình dương nè. Phải em mở xuống đây có phải ly độ âm chiếu vào đây độ âm và đang đi lên chỉ cần cân bằng không? Được chưa? Như vậy điểm em mở chẳng nằm cung phần tư thầy, đúng không? Rồi lúc đó điểm N của chúng ta vì điểm sóng truyền từ M rồi đến điểm N, như vậy điểm M sẽ pha hơn điểm N. Điểm M sẽ pha hơn N một là bi trên 2. Như vậy ở vị trí M này các bạn trừ đi trên 2 cho thầy. Trừ đi trên, trừ bi trên. Như vậy quay ngược về đây chắc chắn điểm N nó phải nằm ở cung phần tư thứ hai. Đúng không? Nó không được lọt qua bên này. Nếu lọt qua bên này thì nó lại là hơi đi trên 2 rồi, đâu được. Như vậy điểm N nằm ở cung phần tư thứ hai. Các bạn chiếu xuống thì có phải đang ở ly độ âm và có xu hướng đi về vị trí pin âm, tức là đi xuống mà, đúng không? Đang có ly độ âm và đi về vị trí
Minh, tức là đi xuống. Như vậy số 4 đáp án đúng là đáp án A. Được chưa? Rất dễ, không có gì khó khăn cả, đúng không? Chúng ta tiếp tục, chúng ta qua câu số 5. Nội dung câu số 5 như thế nào đây? Bây giờ các bạn qua câu số 5 nhé. Câu số 5 đề bài người ta nói rằng sóng ngang chu kỳ T bước sóng lambda lan truyền trên mặt nước với biên độ không đổi, xét phương truyền sóng, sóng truyền M rồi đến điểm N, M pha nào đó cách nó lambda trên 5. Thời điểm T điểm M pha vị trí cân bằng theo chiều dương, thì sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất. Như vậy đối với dạng toán này như thầy đã nói rồi, đầu tiên chúng ta phải tính, chúng ta cứ nhớ bước là đầu tiên phải tính độ lệch pha với hai điểm, rồi biểu thị điểm M trên đường tròn được Z theo dựa vào độ lệch pha tính được điểm M ở vị trí trên đường tròn được Z là ok, đúng không? Và dựa vào đó số điểm N đi xuống đi lên. Như vậy đầu tiên thầy sẽ tính độ lệch pha như thế này, và tính độ lệch pha đến phi dần để tính lệch pha thứ hai nhé các bạn nha. Rồi bây giờ thầy sẽ độ lệch pha của anh này coi nó là bao nhiêu đây. Bạn chút ha. Rồi tính lệch pha là delta phi của các bạn. Delta phi bằng 2 pi d trong đa 2 pi d ta 2 điểm trong đa thêm lần nữa. Như vậy này đơn giản đi, chỗ nào 2 chia cho 0,4 bị. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ bị trên đường tròn lượng giác các bạn, thầy biểu trên đường lượng giác tại thời điểm điểm M đi vị trí cân bằng theo chiều dương, đúng không? Đề bài nói tại thời điểm điểm M đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, đây là vị trí cân bằng, đây là biên âm, đây là biên dương. Điểm M lúc đó tại thời điểm T điểm M đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, vậy hiển nhiên M của chúng ta nằm ở vị trí này, bao giờ nó cũng đi theo chiều dương cho nó nhét nha. Chiếu lên có phải đi qua vị trí cân bằng không? Chiếu lên đi qua vị trí cân bằng này và đang chạy về chiều dương chưa? Rồi thì lúc đó chúng ta coi cái điểm N nó nằm ở đâu nhé các bạn. Bây giờ điểm N sẽ trễ pha hơn điểm M. Như vậy trễ pha hơn một góc là 0,4. Như vậy các bạn trừ đi 0,4 cho thầy. Từ đây đến đây là 0,5 bi. Như vậy trừ đi 0,4 thì chỗ này có phải là điểm N của các bạn là chỗ này không? Đúng không? Để cái góc này của các bạn là bằng 0,4 nè. Cái góc này là 0,4 bi nè. Đúng chưa? Góc này là 0,4 bi. Như vậy điểm N nằm chỗ này nha. Rồi. Người ta nói, chúng ta đọc đề bài tiếp nè. Thì sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu điểm N sẽ hạ xuống điểm thấp nhất? Như vậy điểm N lúc đó tại thời điểm T nó sẽ ở vị trí biên âm và đang đi lên, tức là đang vị trí cân bằng. Bắt đầu nó quét. Người ta nói sau thời gian từ lúc này nè, sau bao lâu thì điểm N sẽ hạ xuống điểm thấp nhất, tức là nó quét đây, nó quét tới cái vị trí này có phải là đi tới điểm thấp nhất không ạ? Đúng không? Từ điểm N đây, từ điểm màu xanh này, nó quét một cái cung màu đỏ này nè, thì nó đi đến vị trí thấp nhất. Được chưa? Như vậy để vậy cái bài toán này trở về bài toán tính thời gian trong dao động điều hòa. Mà các bạn muốn tính thời gian trong dao động điều hòa, các bạn phải biết được góc quét delta phi, đúng không? Chúng ta phải biết góc quét delta phi trong trường hợp này bằng bao nhiêu. Như vậy cái góc quét delta phi này có phải là bằng nguyên một vòng này là 2 pi không ạ? Các bạn trừ đi cái góc nhỏ này, cái góc màu đỏ nhỏ này nè, cái góc đỏ màu nhỏ này nè,
mà từ đây đến đây là pi trên 2 rồi, là 0,5 pi. Cái góc màu xanh này là pi trên 4, như vậy cái góc đỏ này có phải là 0,1 không? 1 pi mà 2 trừ 0,1 thì chỗ này có phải góc quét của chúng ta ra là 1,9 pi không? Rồi, có góc quét đúng không ạ? Có chu kỳ, chúng ta sẽ tính cái thời gian để điểm M hạ xuống cái điểm thấp nhất, đúng không? Bằng công thức delta T bằng delta phi chia omega, hay là bằng, đây thầy kéo lên đi ha, thôi đụng cái đầu thầy mấy đứa không nhìn thấy. Rồi, bằng nè, delta phi là có phải là 1,9 không? Omega là bằng 2 pi chia T không? Rồi, các bạn pi pi đơn giản hết, như vậy các bạn lấy 1,9 chia cho 2 thì có phải là 12 pi chia T nhá. Thầy xin lỗi. Chỗ này là 2 pi chia T nha các bạn, thầy ghi nhầm ha. 2 pi T. Rồi pi pi mất xa xa tử, như vậy còn 1,9 chia 2 thì có phải là 19 T phần 20 không? Như vậy cái thời gian đó là 19 T phần 20, do đó cái câu số đáp án câu này chính là đáp án gì đây? Đáp án B. Đúng không ạ? 19 phần 20. Đó là nội dung câu số 6 của các bạn. Các bạn rõ câu số 6 này chưa? Bạn nào có gì thắc mắc thì chúng ta hỏi nha. Đúng không? Cái file của cái đề này thầy nhắc lại một lần nữa, thầy để dưới cái phần mô tả, ai muốn tải về thì chúng ta tải, chúng ta tham khảo. Rồi bạn nào có thắc mắc chỗ nào chúng ta cứ để lại bình luận, chúng ta hãy bình luận, chúng ta thầy sẽ giải thích sớm nhất. Hãy nhớ like, đăng ký kênh để nhận được các video hoàn toàn mới nhất nha các bạn nha. Hãy chia sẻ video giúp thầy, đúng không? Chúng ta cho đi là sẽ nhận lại, đúng không? Các bạn giúp thầy, từ đó thầy sẽ có động lực làm những video hay hơn nữa cho các bạn xem. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta qua câu số 7. Một sóng ngang có mặt số, đây là F nè, truyền trên mặt nước với tốc độ là 2 m/s nè, đúng không? Từ đây các bạn suy ra được lambda luôn. Chúng ta tính lambda cho thầy luôn đi ha. Đàn nào chúng ta cũng phải tính lambda hết. Lambda này bằng V chia F, đúng không? Tại vì V bằng lambda nhân F mà. V của các bạn là 2 chia 20 thì ra được 0,1 mét, hay là bằng 10 cm đó. Trên phương truyền sóng từ điểm M rồi đến điểm N, như vậy điểm M sẽ sớm 3 hơn điểm đó, và cách nó là 21,5. Như vậy các bạn tính được độ lệch pha luôn. 2 pi D chia lambda, 2 pi D là 21,5 chia cho lambda, đây cm thì chỗ này phải là cm, chia cho 10. Rồi chúng ta bấm 21,5 chia 5, 21.5 chia cho 5 bằng, ra là 4,3 pi, hay là bằng 4 pi cộng với 0,3 pi. Như vậy điểm M sẽ nhanh pha hơn điểm N một góc là 0,3 pi, đúng chưa? Chúng ta nhìn vào đây chúng ta biết. Rồi đề bài người ta nói tại thời điểm T, điểm M hạ xuống thấp nhất thì sau thời gian T đó đó, thời gian ngắn nhất là bao nhiêu, điểm N, để điểm N cũng hạ xuống điểm thấp nhất. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ biểu thị hai cái đường trên đường tròn lượng giác tại thời điểm T, hai điểm M và điểm N. Đây thầy biểu thị ha, thầy vẽ đường tròn lượng giác ra cho các bạn. Rồi đây là biên, đây là biên âm, đây là không. Tại thời điểm T, điểm M ở vị trí thấp nhất, đúng không? Chúng ta đọc lại coi. Tại thời điểm T, điểm M xuống vị trí thấp nhất. Như vậy, tại thời điểm T, điểm M nằm ở vị trí thấp nhất thì chắc chắn điểm M của chúng ta nằm ở vị trí thấp nhất là biên âm, đúng không? Điểm M của chúng ta nằm đây và bắt đầu đi. Lúc đó cái điểm N của các bạn nằm đâu? Điểm N của các bạn có phải là nó trễ pha hơn cái điểm M một góc là 0,3 pi không?
Như vậy từ điểm M này các bạn trừ đi 0,3 pi. Nếu trừ cho 0,2 pi, xin lỗi 0,5 pi thì lên tới này. Như vậy 0,3 pi thì điểm N nằm ở vị trí khoảng này thôi. Đúng không? Vậy điểm N lúc này nằm ở đây. Nói từ này sau bao đúng không, thời gian ngắn nhất là bao nhiêu để điểm N cũng xuống điểm thấp nhất, bắt đầu nó quét nha, từ vị trí nào nó quét thời gian ngắn nhất thì nó đi cách như vậy, nó quét từ đây đến đây có phải là nó đi đến điểm thấp nhất không, là bên tâm là điểm thấp nhất. Vậy muốn tính thời gian ta phải biết góc góc quét, mà góc này chính là 0,3 pi, đúng không? Có góc quét chúng ta sẽ suy ra được omega, thế thôi. Như vậy thì sẽ tính xin lỗi delta t nha, delta t bằng delta phi chia omega hay bằng delta phi lại omega chúng ta lại bằng pi. Đề bài ta cho x nè 20 hẹn các bạn. Như vậy thế nào? Delta pi của các bạn là 0,3 pi chia cho 2 pi nhân f bạn là 20. Đơn giản gì hết. Nó có phải là còn 3 phần đây 40 có phải là 800 400 không? Đúng không? 0,3 đem xuống làm như vậy. 40 nhân 10 400, như vậy đáp số của chúng ta là 3 phần 400. Câu này đáp số là 3 phần 400. Rồi chúng ta đáp câu số 7 đáp đúng các bạn là đáp án A. Được chưa? À, phần 400 giờ. Thế thôi. Tiếp tục chúng ta vào câu số 8. Xem nội dung câu số 8 là sao. 8. Một sóng cơ lan truyền 3 m rồi đến điểm N. Phương rồi điểm N cùng nằm trên phương trắng cách nhau 1/3 bước sóng. Như vậy hai điểm này D của chúng ta bằng D của các 1/3 bước sóng này. D là bằng lambda ta đó. Đúng không? Tại thời điểm T điểm M đang có độ cộng 4, điểm N đang có ly độ là -4. Gọi T1 và T2 là các thời điểm ngắn nhất, tức là T1 là thời điểm ngắn nhất để M lên vị trí cao nhất. T2 cũng là cái thời điểm để điểm N lên đến vị trí cao nhất. Và người ta hỏi tìm T1, T2 này là bao nhiêu? Đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta cũng biểu thị thôi. Ta cho độ hai khoảng cách giữa hai điểm này, chúng ta tính độ lệch pha trước đã. Phải tính độ lệch pha thì chúng ta mới biểu thị được hai điểm này trên đường tròn đường Z nha. Đó là mức quan trọng của các bạn đó. Như vậy delta phi bằng 2bd trên lambda 2b. D của các bạn là bằng lambda trên 3 chia lambda. Như vậy hai thằng này lệch nhau một góc 2 trên 3. Đúng không ạ? Rồi, chúng ta dựa vào đường tròn lưỡng giác, chúng ta biểu thị nó đây. Tại thời điểm bắt đầu T bằng 0 nè, điểm UM có ly độ cộng 4, điểm N có ly độ là -4 nha. Các bạn lưu ý chỗ đó cho thầy. Như vậy thầy biểu thị ha. Đây thầy vẽ cái đường tròn lưỡng giác ra, vẽ lớn lên cho các bạn rõ. Rồi tại cái thời điểm T bằng 0, đây là pin dương, đây là pin âm. Điểm M có ly độ là cộng 4. Giả sử như ly độ cộng 4 của chúng ta nằm ở đây đi, và ly độ -4 của chúng ta nằm ở đây đi. Thầy chưa biết nó nằm ở vị trí nào nha, tại chúng ta chưa biết A nó là bao nhiêu hết. Nhưng mà hiển nhiên nó phải nằm từ 0 đến A rồi, đúng không ạ? Tại thời điểm T, điểm N, M có ly độ là cộng 4, điểm N có ly độ -4. Như vậy chúng ta xác định coi điểm M nằm ở đâu và điểm N nằm đâu nha. Biết rằng độ lệch pha giữa hai anh này là 2 là 120 độ, tức là 2 pi trên 3. Như vậy chắc chắn điểm M của các bạn phải nằm ở đây. Đúng không? Điểm M của các bạn nó ở ly độ, điểm M sẽ sớm pha hơn điểm N mà. Như vậy điểm M của các bạn phải nằm đây nè.
đúng không? Điểm M của các bạn nằm đây và điểm N của các bạn nằm ở đây. Thì lúc đó cái góc lệch này, cái góc quét này, hai thằng này mới lệch nhau một góc là 2 trên 3 được. Đúng không ạ? Điểm N hiển nhiên, điểm M hiển nhiên sớm pha hơn điểm N rồi. Theo đề bài người ta cho biết là điểm M nằm đây. Điểm M nhanh pha hơn điểm N, đúng không? Sóng truyền từ M đến điểm N, như vậy theo chiều dương của đường tròn lửa giác thì điểm M của chúng ta phải nằm trước, điểm N phải nằm sau. Và hai thằng này lệch nhau một góc vi trên 3 thì chắc chắn vị trí của M và N phải nằm ở dưới này chứ không được nằm ở trên này. Đúng không ạ? Không được nằm trên này. Điểm M không thể nào nằm, điểm M nằm đây, không thể nào điểm N nằm đây được. Mặc dù lý độ N lúc đó vẫn là -4, nhưng vì nó lệch nhau khác đi góc 2 bi trên 3 rồi, không được. Nhưng theo tính chất bài toán thì vị trí của M và N phải nằm ở đây. Rồi, bây giờ chúng ta đọc tiếp đề bài người ta nói gì đây. Người ta nói rằng tìm thời gian T1 và T2 để M lên đến vị trí cao nhất, N cũng lên đến vị trí cao nhất, đúng không? Rồi, bây giờ thầy sẽ tìm thời gian để điểm M lên đến vị trí cao nhất. Đây là vị trí cao nhất nè. Đi từ đây đến cái cung màu xanh nè là vị trí cao nhất nè các bạn. Đúng không ạ? Mà để đi cái cung màu xanh này đó thì chúng ta phải biết được cái góc quét này là bao nhiêu này. Đúng không ạ? Góc quét này là bao nhiêu? Góc quét màu xanh này các bạn nhìn vào coi nó bằng bao nhiêu đây? Hai cái góc này là bi trên là 120 độ rồi, như vậy nửa của anh này, cái này có tính chất đối xứng đúng không? Nửa của anh này là 60. Đây là 60 mà nguyên cái góc lớn này là 90, như vậy cái góc màu xanh này có phải là 30 độ không ạ? 30 độ là bi trên 6. Được chưa? 30 độ chính là bi trên 6 của chúng ta. Vậy thời gian để nó đi, vậy delta phi của các bạn, delta t bằng delta phi chia omega. Delta phi của chúng ta rồi nè, có góc quét cái cung từ M đến A nè là bi trên 6 nè, chia cho omega là 2 bi chia t nè. Đơn giản đi thì nó ra t trên 12 không. Rồi, đây là thời gian để điểm M lên đến vị trí cao nhất nha. Rồi tiếp tục các bạn tính thời gian để điểm N lên đến vị trí cao nhất. Đây, điểm N nằm vị trí này, lên đến vị trí cao nhất có phải nó đi cái cung màu đỏ này không các bạn? Đúng không? Đi cung màu đỏ này. Như vậy cái góc quét màu đỏ này nó cũng bằng delta phi chia đến omega thôi. Cái góc quét màu đỏ này có phải là bằng 2 bi trên 3 cộng với bi trên 6 không? Đúng không ạ? Như vậy nó là 2 bi trên 3 bạn cộng với bi trên 6 cho thầy, chia thêm cho omega. Rồi chúng ta tính cái anh này 120 độ cộng với 30 độ ra 150 độ. 150 độ thì là 5 bi trên 6. Omega của các bạn là 2 bi chia t. Đơn giản đi, có phải 5t trên 12 không? Đây là đáp số. Đây là đáp số. Như vậy chúng ta coi đáp án nào đây. Đây chính là T1, đây chính là T2 nhé các bạn. Chúng ta coi câu số 8. Như vậy đáp án đúng có phải là đáp án B không? T1 là t trên 12, T2 là 5t trên 12 ở đây. Như vậy đáp án của câu này là đáp án B. Đó là xong cái nội dung của câu số 8.